Xin chào các em. Trong tuần trước, chúng ta đã học xong chương thứ nhất của Đại số Tuyến Tính, bao gồm các cái mảng kiến thức như là ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chương 1 bằng các câu hỏi nhỏ và các bài tập trắc nghiệm. Mục đích là để cho các em hiểu sâu hơn về lý thuyết, đồng thời phục vụ cho cái việc kiểm tra giữa học kỳ cũng như thi cử. Bởi vì tôi biết rằng là hiện nay ở một số trường đại học, các thầy cô thường cho tiến hành kiểm tra giữa học kỳ và thậm chí là thi hết môn dưới hình thức trắc nghiệm. Thì đây là cái dịp để chúng ta làm quen với cái dạng toán trắc nghiệm để mình có thể linh hoạt ứng phó cho nó nhanh. Xin mời các em bắt đầu theo dõi. Câu thứ nhất, đây là một cái câu hỏi nhỏ, chưa phải là toán trắc nghiệm. Cho A và B là hai ma trận vuông cùng cấp. Câu hỏi là mệnh đề sau đây đúng hay sai? Nếu như ma trận A nhân ma trận B bằng ma trận 0, thì cái việc kết luận là ma trận A bằng 0 hay ma trận B bằng 0 đúng hay sai? Thì các em thấy nè, nếu bên số đó, tập hợp số thực đó, thì mình thấy là hai số nhân nhau bằng số 0 á, thì hoặc số này bằng 0 hoặc số kia bằng 0. Thế bây giờ trên tập hợp các ma trận cùng cấp thì có cái điều đó không? Có cái điều này không? Thì câu trả lời là không có đâu, sai. Lấy ví dụ này, cho A là ma trận cấp 2, 0, 2, 0, 0. Ma trận vuông các em nhé, cùng cấp. B là ma trận 0, 1, 0, 0. Thế thì em thấy là hai ma trận AB này nó làm sao? A khác 0 phải không nè? B cũng khác 0. Nhưng mà em dễ dàng kiểm tra thấy là A nhân B là ma trận 0. Em nhân thử đi. A nhân B. Ví dụ như mình lấy A nhân B, phần tử đầu tiên là lấy dòng 1 nhân cột 1 thì 0 nhân 0 là 0, rồi 2 nhân 0 là 0. Phần tử đầu tiên là 0. Rồi phần tử thứ hai ở cái dòng thứ nhất thì lấy 0 nhân 1 là 0, cộng 2 nhân 0 là 0. Em kiểm tra bốn phần tử của ma trận tích, em thấy nó đều là số 0. Như vậy thì mặc dù rằng mình có A nhân B bằng 0 nhưng mà A nó đâu có bằng B, A và B nó đâu có bằng 0, khác 0. Như vậy mệnh đề này sai. Mệnh đề thứ hai, nếu A bình bằng 0, tức là ma trận A đang bình phương mà là ma trận 0 đó, thì câu hỏi là ma trận A nó có bằng ma trận 0 hay không? Tức là gần giống ở trên, nhưng mà ở trên thì thế này là B là tùy ý. Bây giờ mình giả sử đâu là mình nói rằng biết đâu là B mà bằng A luôn á, thì biết đâu là A nó bằng 0 thì sao? Cho nên mới có câu B là nếu B là cũng là A luôn, tức là nếu A bình phương là ma trận 0 thì liệu có ma trận A chính là ma trận 0 hay không? Thì em thấy câu này nó cũng sai. Em cứ chọn ma trận A là ma trận này nè. Thì em lấy A nhân với chính nó thì nó ra ma trận 0, tức là bình phương nó bằng 0, nhưng rõ ràng A thì nó khác 0. Để cho các em sau này nhận dạng cho nó nhanh cái kết quả đó, thì tôi có một cái ghi chú sau đây nè, các em cũng nên ghi lại. Đó là nếu ma trận A là cái ma trận có dạng là không a nhỏ không không, cái vị trí a một hai này là a nhỏ này, ba vị trí là không này, thì em dễ kiểm tra thấy rằng là cái ma trận A này là mũ n lên, bình phương lên, mũ 3 lên, vân vân, nó đều là ma trận không. Em nhớ cái này để em chi, em lấy phản ví dụ. Đây vừa rồi tôi nhờ biết cái này nè, thấy trước cái này nè, tôi chọn AB. A nhỏ là 2 nè. A nhỏ là 1. Mình chọn phản ví dụ cho nó mau. Mình đề tiếp theo, bây giờ nếu hai lần ma trận A bằng ma trận 0 thì liệu là ma trận A có bằng ma trận 0 không? Nó có tiếp tục sai không? Thì ta thử nha. Em thấy nè, nếu mình coi ma trận A là ma trận AEG thì lúc đó ma trận 2A có phải là bằng ma trận 2 lần AEG không? Ta nhớ lại xem. Bài đầu tiên, phép toán trên ma trận. Nhân một số, nhân số 2 đây, nhân một số với một ma trận thì ta lấy số đó nhân với tất cả các phần tử của ma trận. Như vậy là hai lần ma trận A chính là ma trận 2 lần AEG, lấy 2 nhân với tất cả phần tử của ma trận A. Vậy thì nếu như mà ma trận 2A họ cho là ma trận 0, thế ma trận 0 là ma trận gì? Thế ma trận 0 là ma trận tất cả các phần tử của nó đều là số 0. Như vậy thì là
lúc này mình có hai lần AEG bằng 0 với mọi EG. Vậy thì từ đây có phải là suy ra AEG bằng 0 với mọi EG không nè? Mà nếu AEG bằng 0 với mọi EG thì đây nè, ma trận A là ma trận AEG mà. Mà nếu các phần tử nó đều bằng 0, vậy thì ma trận A bằng 0. Vậy thì cái mệnh đề này đúng hay sai? Trả lời, đây là mệnh đề đúng. Ta thử xem một mệnh đề khác. Nếu A trừ B tất cả bình phương là ma trận 0, thì A có bằng B không? Thì em xem cái này nè, mà bên tập hợp số thì sao? Nếu mà số nha, nếu A, B và số, A và B đều là số hết, thì có phải là A trừ B bình phương mà bằng số 0 á, thì mình suy ra là A trừ B bằng 0 không là, số 0. Mình chuyển vế mình có A bằng B. Thế đó là số. Thế bây giờ đó là ma trận. Điều này có đúng hay không? Thế nếu em nhớ lại cái ghi chú hồi nãy đó, em lôi cái đó ra làm phản ví dụ cho câu này, em thấy ngay cái kết quả này sai. Chọn A là 0200. Chọn B là 0100. À, tức là cái vị trí A nhỏ đây nè. Bây giờ là 2 nè, là 1 nè. Thế A như thế này, B như thế này thì mình có A trừ B bằng nè. Nhớ lại xem, hiệu hai ma trận. Lấy các phần tử tương ứng trừ nhau, lấy 0 trừ 0, được chỗ này là số 0 nè. Lấy 2 trừ 1, chỗ này là số 1, đúng chưa? Lấy 0 trừ 0, đây là 0. Vì vị trí là 0 trừ 0 là số 0 nè. Như vậy là lúc này ma trận A trừ B là ma trận này. Mà hồi nãy mình nói rằng là cái ma trận mà dạng này nè, thì mũ N lên bình phương lên lũy thừa 3 lên nó bằng 0. Như vậy thì mình đã chọn được hai ma trận A và B. Nó là sao? Nó khác nhau. Đây A, B khác nhau. Hai ma trận bằng nhau là các phần tử tương ứng nó bằng nhau. Nó cho dễ hiểu là nó y chang như nhau. Nhưng đây là số 2 mà đây là số 1 mà. Như vậy là A khác B. Nhưng vẫn có A trừ B đem bình phương lên bằng ma trận 0. Vậy thì mệnh đề này sai. Ta có A trừ B bình phương vẫn bằng 0, nhưng A khác B, không có bằng B. Đó. Ta thử xem một ví dụ nữa. A trừ B bình phương nó bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Em thấy cái này nó giống như hàng đẳng thức đáng nhớ ở bên số. Nếu là số thì đúng rồi, A trừ B tất cả bình phương, hàng đẳng thức học hồi lớp 7, lớp 8 là A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Thế bây giờ ma trận có đúng không nghe? Ta thử xem nè. A trừ B bình phương thì bằng cái gì? Tức là bằng A trừ B nhân A trừ B, nó nhân với chính nó. Nó bằng tiếp nè. Em phải hết sức chú ý là cái tích của hai ma trận nó không có tính giao hoán. Mình biết cái chuyện này rồi từ cái bài học đầu tiên đó. Cho nên khi em nhân nó vô đó thì em phải để ý cái thứ tự. Bây giờ mình tác động cái A này nè, mình nhân vô cái ma trận A trừ B phía sau nè, thì A đã nằm bên trái của cái này nè. Cho nên em phải để vậy nè, A nhân với A trừ B. Thấy chưa, A trước nè, A trừ B sau nè. Em mà để A trừ B trước A sau là không đúng. Trừ nè, ma trận B nhân với cái ma trận phía sau này nè, nhân cái ma trận A trừ B này. Mà ma trận B này đang ở cái vị trí nằm bên tay trái, em phải để B nằm bên trái. Phải đúng thứ tự như vậy. Xong rồi bây giờ mình nhân nó vô. Nhân nó vô, các em xem nha. A là nhân A là A bình phương. A tác động vô B, mà A bên trái, B bên phải, đây, A, B đây. A nhân trừ B là trừ A, B đây. Phải đúng thứ tự nha. Trừ B nhân A, đây, trừ B nhân A. B bên trái, A bên phải, đây, B bên trái, A bên phải. Trừ B nhân trừ, trừ B, cộng B bình phương. Rồi, thế ta mới đối chiếu cái dòng này với lại cái vế bên phải của đẳng thức này. À, đẳng thức họ cho đó. Thế mình có nè, A bình đây, đây là A bình. B bình giống rồi. Nhưng mà cái giữa này là trừ 2AB, mà cái giữa này là trừ A nhân B với là trừ B nhân A. Nhưng ta biết rằng là A nhân B thì chưa chắc bằng B nhân A. Như vậy thì nếu như mình chọn hai ma trận AB thế nào đó mà làm cho A nhân B nó khác B nhân A, thì lúc đó cái mệnh đề này sai, nó không đúng với mọi AB. À, cho nên ta nói rằng là mệnh đề này sai nếu ta chọn A nhân B khác B nhân A. Em có thể lấy hai ma trận nào đó, ví dụ như là AB như thế này. Thường thì em chọn đại hai ma trận thì cái tích này nó hay khác tích này lắm. Chuyện bằng nhau là cái chuyện hy hữu. A đây, B đây. Em kiểm tra thấy là A nhân B khác B nhân A. Em kiểm tra thấy đẳng thức này không đúng. Mệnh đề này không đúng. F là A
bình trừ b bình có bằng a trừ b nhân a cộng b không? Thì đây mà nếu là số thì nó cũng là hàng đẳng thức đáng nhớ đây nè. Bây giờ mình thử xem nha. Đối với ma trận a trừ b nhân a cộng b, bây giờ nhân phân phối vào, lấy a nhân với ma trận tổng phía sau, để ý thứ tự a trước, a bên trái, đây a bên trái, a cộng b bên phải, trừ là trừ này nè, b tác động vào cái a cộng b, b đây, a cộng b, b bên trái, a cộng b bên phải, đúng rồi. Bây giờ lại nhân nó vào nữa, nhân phân phối vào, nhân được như vậy là đây là cái tính chất của phép nhân các ma trận. A nhân a là a bình phương cộng ab, a bên trái b bên phải, đây là trừ ba rồi b bên trái a bên phải trừ b bình phương. Làm tương tự câu ơ, ta thấy nè, so sánh cái này với cái này thì ở đây là cộng ab, cái này trừ ba, thì khi nào mà a nhân b mà nó bằng b nhân a thì ta mới có được cái chuyện đơn giản như vậy, để được a bình trừ b bình. Cho nếu ta chọn a nhân b, chọn ab như thế nào đó mà a nhân b mà nó khác b nhân a thì điều này nó không còn đúng nữa, phải vậy không? Cho nên ta nói là mình định này sai nếu ta chọn a nhân b khác b nhân a. Nếu a bình phương bằng a thì a có bằng không hoặc là a bằng y không? Nếu a bình phương bằng a. Đó. Nếu bình số thì sao? X bình phương bằng x, chuyển về ta có x bình phương trừ x bằng không. Đặt nhân tử chung, x nhân x trừ 1 bằng 0, ra x bằng 0, x bằng 1, tức là x bằng phần tử 0 hoặc x là phần tử đơn vị. Thế thì bây giờ trong ma trận nó có cái chuyện này hay không nha. Thế thì bắt đầu từ a bình phương bằng a, thì em chuyển vế, em có a bình phương trừ a chính là ma trận 0. Đặt nhân tử chung, a tức là a nhân y. Thế thì mình đặt a nhân tử chung, thì ta có a nhân với a trừ y bằng 0. Thế thì chỗ này có suy ra được là a bằng 0 với lại a trừ y bằng 0 để ra a bằng 0 với lại a bằng y không? Thì mình thấy rằng là phép nhân hồi nãy là phép nhân hai ma trận đâu có tính chất này đâu. A nhân b bằng 0, cái mệnh đề đầu tiên đó đâu có suy ra được là a bằng 0 với b bằng 0 đâu. Mệnh đề này sai. Chọn thử phản ví dụ xem nào. Đây nè, em chọn nè, a bằng nè ma trận này nè. Em chọn a là ma trận này. Em thử bình phương nó lên đi. Em dễ thấy rằng nếu a là ma trận này nè, thì a bình phương chính là a, chính là a. Cái ma trận a này đặc biệt em cũng nên nhớ để em cho cái phản ví dụ trường hợp a bình phương là a. Nếu em chọn a là ma trận này thì bình phương lên nó chính là a đấy. Bằng cách lấy giấy viết ra em tính rất là nhanh em thấy đúng như vậy ha. Thế mình có a bình phương thì bằng a, nhưng mà cái a này nó đâu có bằng ma trận không, bởi vì nó có phần tử khác không mà. Ma trận này đâu phải là ma trận đơn vị đúng không? Ma trận đơn vị là các phần tử nằm trên đường chéo chính này là 1, còn phần tử nằm ở ngoài đường chéo chính là 0. Vậy thì mệnh đề này nó sai. Nó sai. Đó. Ta có a bình phương bằng a, nhưng mà a thì khác 0 và a nó cũng không bằng y luôn. Đó. Mệnh đề tiếp theo nha. Nếu a bình phương bằng b bình phương, có kết luận được là a bằng b hay a bằng trừ b không? Bên số thì đúng ha. Thế bên ma trận thì sao? Thì ta thấy nè, ta lấy ngay ma trận a này. Khi nào mà em thấy a bình phương b bình phương ha, em nhớ lại hồi nãy tôi cho cái ví dụ mà tôi nói là em nhớ luôn để làm cái phản ví dụ trường hợp mà a mũ n là bằng không, không nè, không a rồi không không đó. Bây giờ mình lấy cái a cái dạng này nè, và lấy b cũng dạng này nè, không a nhỏ không không này. Thì em nhớ tính chất của nó không? Thì lúc đó mình a mũ n ở đây cụ thể là a mũ 2 đi, nó bằng không, b như vậy thì b mũ 2 bằng không, bằng không, nghĩa là a bình phương bằng b bình phương, bởi vì chúng cùng là ma trận không. Nhưng mình thấy như sao, a đâu có bằng b, a không có bằng b, a đâu có bằng trừ b, bởi vì là trừ b tức là không trừ hai, không không mà. Như vậy mình lại sai. Như vậy ta có a bình phương bằng b bình phương bằng không, nhưng mà mình lại không có được cái a bằng b. Thế qua cái câu hỏi nhỏ số 1 vừa rồi á, bây giờ mình tổng kết lại mình thấy nè, có một trường hợp hồi nãy nó đúng đó, còn đại đa số là nó sai. Thế khi nào nó sai, mình cần biết cái chuyện này để mình làm cho nó nhanh bài tập trắc nghiệm. Em thấy là những cái mệnh đề nào mà phát biểu mà gần giống như số nhưng mà dưới dạng tích đó, với lũy thừa đó, a bình phương này, a nhân b này, thì thường thường là nó không đúng. Đối với ma trận thường là nó như vậy.
Bây giờ chúng ta qua câu thứ hai. Trong các ma trận A sau đây, ma trận nào thỏa là A mũ 2010, tức là A nhân A mà đến 2010 lần như vậy đó, là ma trận không. Ma trận nào trong các ma trận sau đây? Thế họ cho mình phương án nè, A nè, B nè, C nè, D, ma trận nào? Thế mình nhớ cái kết quả vừa rồi, em có nhớ không? Nếu như mà không đây mà A nhỏ ở đây không không thì mũ N lên nó bằng không. Vậy mình nhìn vô mình thấy quen thuộc quá cái ma trận này nè. Quen thuộc lắm, ma trận này mà mũ N lên bằng không, mình chọn ngay là B. Đó. Đây nè, đây là nhắc lại nè. Ma trận A không A nhỏ không không thì suy ra A mũ N bằng không. Đó, kết quả đã được nhắc trong câu 1 đó. Thì ta chọn câu B. Em cũng dễ dàng kiểm tra lại ha, những cái câu A, câu C, câu D thấy nó không đúng. Cái việc nhớ như vậy sẽ làm cho thi cử nó tốt hơn, mình làm sẽ nhanh hơn. Câu thứ ba, cho hai ma trận A lớn, B lớn như trên bảng. Câu hỏi là ma trận X nào sau đây thỏa A nhân X bằng B? Họ cho phương án A x như thế này, phương án B thì x nó như thế này, phương án C x đây, còn D thì họ nói rằng là A, B, C sai, tức là x trong câu A, x trong câu B và x trong cái khẳng định C này đều sai. Bây giờ ta chọn phương án nào trong bốn phương án A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ. Thế bây giờ người ta cho nè, A nhân x bằng B. Thế trong cái đẳng thức này nó có đụng đến kiến thức về tích hai ma trận. Vậy thì đầu tiên đó mình phải kiểm tra xem vậy nè. Muốn tồn tại cái ma trận tích A nhân X thì nó phải có cái điều kiện về cấp của X chứ. Các em nhớ cái điều kiện cấp của X là gì không? Muốn tồn tại ma trận tích A nhân X thì sao? Thì cái số dòng của ma trận sau, tức là số dòng của ma trận X phải bằng số cột của ma trận trước là ma trận A. Đó. Em xem nha. Ma trận A cấp là 2 nhân 2 nhân với ma trận X cấp là bao nhiêu mình chưa biết, lát mình sẽ nói. Bằng ma trận B cấp là 2 nhân 2. Thế em thấy nè. Muốn tồn tại ma trận tích A nhân X thì vừa rồi mới nhắc lại là cái số dòng của ma trận X phải bằng số cột ma trận A, như vậy ma trận X này nè phải có số dòng là 2. Và sau khi có số dòng là 2 rồi, số cột của nó phải là 2 luôn. Tại vì sao? Tại vì ma trận B là ma trận tích của hai ma trận này mà nó là 2 nhân 2. Như vậy thì ma trận X số cột phải là 2. Đó là cái định lý tồn tại cái ma trận tích. Vậy thì đây nè, suy ra rằng X có cấp là 2 nhân 2. Vậy thì cả ba cái ma trận X họ cho trong A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ này đều thỏa mãn là cấp 2 nhân 2. Cấp tốt rồi. Như vậy là gây cho mình khó khăn đó, tại vì cả ba đứa này đều thỏa hết. Chứ phải chỉ có hai ma trận X nào đó mà nó không thỏa thì mình chọn lại cái còn lại là quá tốt rồi. Ở đây cả A, B, C, ba phương án này, X trong ba phương án này đều có cấp là 2 nhân 2, thỏa yêu cầu về cấp trong tích của hai ma trận. Thế bây giờ ta xét tiếp nè. Đến đây thì em cũng đừng có vội vã em lấy A nhân thử với cái X thứ nhất, coi có ra B không. Xong rồi nếu không thỏa thì em lấy A nhân với cái X thứ hai, có thỏa B không. Em làm như vậy được nhưng nó chậm. Chúng ta có cái thủ thuật sau đây nè. Sau khi cấp mà thỏa mãn rồi á, mà nếu là ma trận vuông đó, nếu là ma trận vuông, thì ma trận vuông, ở đây là ma trận vuông không đó, ma trận vuông cấp 2. Nếu là ma trận vuông, thì em hãy tính cái đét của nó, định thức của nó. Thế ta có một cái tính chất của định thức là định thức của ma trận tích thì bằng tích của 2 cái định thức. Đét của A nhân B bằng đét A nhân đét B. Vậy ở đây nè, em thấy nè, A nhân X bằng B, nếu A nhân X bằng B được thì det của A nhân X phải bằng det B. Đúng chưa? Nhưng trong trường hợp này, det của A bằng bao nhiêu? Tôi nói là chúng ta phải để ý cái định thức. Chứ khoan nhân vô cái đã. Thì ma trận A em thấy nghe định thức của nó nè. Nhân chéo trừ ngược lại. Định thức ma trận vuông cấp 2 tính rất dễ. Tích 2 phần tử trên đường chéo chính trừ tích 2 phần tử trên đường chéo phụ. 2 nhân 2 là 4 nè. Trừ 4 bằng 0. Đét A bằng 0. Đúng chưa? Đét A bằng 0. Nhưng mà ta biết rằng là đét của A nhân X thì bằng đét A nhân đét X, mới nói xong.
định thức của ma trận tích bằng tích hai định thức. Mà định thức của A bằng 0, vậy thì định thức của A nhân X bằng 0. 0 nhân cái này bằng 0. Mà nếu định thức của A nhân X bằng 0, thì muốn hai này bằng nhau này, thì định thức của B cũng phải bằng 0. Thì nó mới có đẳng thức này. Tại vì hai định thức này bằng nhau nè. Định thức của A nhân X phải bằng định thức của B mà. Mà định thức của A nhân X vừa tính ra bằng 0, vậy thì định thức của B phải bằng 0 thì mới có đẳng thức này. Nhưng ta xem cái định thức của B nha. Nhân chéo trừ ngược lên. 1 nhân trừ 1. Tích hai phần tử trên đường chéo chính là trừ 1. Trừ tích hai phần tử trên đường chéo phụ. Trừ 1. Bao nhiêu tụi em biết không? Trừ 2. À như vậy là đét B khác 0. Vậy là điều này vô lý đúng không tụi em hả? Vô lý. Một bên là khác 0, một bên bằng 0. Vậy thì ta kết luận như thế nào? Kết luận là chọn D. A, B, C đều sai. Không có ma trận X nào thỏa mãn cái đẳng thức A nhân X bằng B cả. Đó. Các em thấy nha. Khi nào mà em đụng đến cái phương trình ma trận dạng này nè, A nhân X bằng B nè, đầu tiên em kiểm tra cái gì nè? Kiểm tra cái cấp có thỏa mãn cái sự tồn tại cái tích hai ma trận không? Đó. Tức là số dòng của ma trận sau có bằng số cột ma trận trước không? Nếu thỏa rồi thì cũng khoan vội vã nhìn nó vô. Mà nên kiểm tra cái định lý về định thức, cái điều kiện về định thức là định thức của ma trận tích bằng tích hai định thức đó. Nếu ma trận vuông, nó giúp cho mình làm nhanh hơn. Câu thứ tư. Cho hai ma trận A và B như trên bảng. Câu hỏi vẫn là trong các ma trận X sau đây, ma trận nào thỏa A nhân X bằng B? Tôi cũng cho 3 phương án như vậy. Câu D là cả A, B, C đều sai. Như vậy là cái dạng câu hỏi ở trong câu 4 rõ ràng là giống như là ở trong câu 3. Hoàn toàn giống. Ở đây, vì A và B cấp 2, X cũng cấp 2, vậy theo cái câu số 3, thì cái mệnh đề này, cái A nhân X này là tồn tại rồi. Tồn tại rồi. 2, cấp 2 nhân 2 nhân cấp 2 nhân 2 thì ra cấp 2 nhân 2. Cho nên khỏi nói nữa ha. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái gì nè? Kiểm tra cái định thức. Đúng chưa nè? Sau khi thỏa mãn cái tích này rồi thì kiểm tra định thức. Cái từ A nhân X bằng B thì như hồi nãy đã nói thì suy ra là định thức của A nhân X bằng định thức của B, mà định thức của A nhân X chính là định thức của A nhân định thức của X. Ta tính thử cái định thức của A là nhiêu, X là nhiêu, B là nhiêu, em nghe. A là bao nhiêu nè? Nhân xuống là trừ 2, trừ ngược lên. À, tức là trừ 2 mà trừ cho trừ 3, tức là cộng 3 đó. Vậy định thức của A là 1, khác không? À. Còn định thức của B nè, nhân xuống. Đây, nhân xuống này. Tích 2 phần tử trên đường chéo chính. Nó là 1. Trừ đi tích 2 phần tử trên đường chéo phụ cũng là 1 luôn các em ha. Như vậy là bằng 0. Như vậy thì định thức của A bằng 0 nè, định thức của B bằng 0 nè, mà hai bên bằng hai cái này nè, định thức của A khác 0, định thức của B bằng 0. Mà nếu bên phải nó bằng 0 thì bên trái phải bằng 0. Mà bên trái nó bằng 0 mà do đét A khác 0 rồi, vậy thì muốn thỏa mãn được cái này nè, thì điều kiện cần đầu tiên đó là định thức của X phải bằng 0. Đúng chưa? Ta kiểm tra xem thử ba cái định thức này, của ba cái X mà cho trong ABC đó, có đứa nào bằng 0 không? Bằng không thì mình lấy ra mình xét tiếp, còn nếu mà khác không thì mình loại. X thứ nhất nhân xuống trừ ngược lên, trừ 4 trừ cho trừ 3 ra 1, khác không. Cái này là 4 cộng 3 định thức cho bằng 7. Nhân xuống là 0, trừ ngược lên cộng 3. Như vậy thì em thấy làm sao? Đây nè, định thức X phải bằng 0, nhưng mà cả ba cái này đều khác không hết. Do đó cả ba cái phương án ABC này đều sai. Có nghĩa là chọn D. Các em theo kịp không? Chúng ta vào câu 5. Cho hai ma trận A, B như trên bảng. À, bây giờ thì B không còn là ma trận cấp 2 nữa ha. Không phải là ma trận vuông cấp 2 nữa. Tôi đổi thành là ma trận 2 dòng 3 cột rồi. Cấp 2 nhân 3. Nhưng câu hỏi vẫn là trong các ma trận X sau đây, ma trận nào thỏa B nhân X bằng A? Cho phương án A, phương án B, phương án C và cũng như vậy D là A, B, C đều sai. Trước tiên ta làm cái gì? Ta kiểm tra xem cái sự tồn tại của ma trận tích.
em xem. B là ma trận cấp 2 nhân 3, 2 dòng 3 cột. Dễ thấy chưa? Nhân ma trận X nó bằng ma trận A. A có cấp là 2 nhân 2. Vậy em có biết là ma trận X phải có cấp là bao nhiêu không? Số dòng của X phải là 3. Số cột của X phải là 2. Suy ra ngay, X là ma trận cấp 3 nhân 2. 3 dòng 2 cột. X này đâu có 3 dòng, có 2 dòng thôi. X này 2 dòng, X này cũng 2 dòng luôn. Như vậy thì không có cái X nào cho trong 3 phương án ABC là 2. Vậy thì D đúng. Em thấy không? Chỉ bằng cái việc kiểm tra cái cấp thôi, để thỏa mãn cái ma trận tích thôi, mình có thể chọn ngay cái phương án chính xác nhất. Đó. Cũng cho hai ma trận A và B. Bây giờ thì tôi lại đổi lại là A là ma trận cấp 2 nhân 3, B thì là 22. Vừa rồi thì là ngược lại, A là 22, còn B là 23. Tôi cũng đặt câu hỏi là ma trận X nào sau đây thỏa đẳng thức A nhân X bằng B. Tôi muốn chúng ta tập làm quen cái dạng toán này, từng dạng toán một cho nó nhuyễn, rồi qua dạng toán khác. Rồi cũng có 3 phương án chọn lựa. X đó là X bằng cái này, X bằng cái này và X là ma trận này. Và phương án cuối cùng là khẳng định ABC đều sai. Làm tương tự như câu số 5, trước tiên chúng ta phải kiểm tra về cấp tệm ha. A cấp là 2 nhân 3, nhân với ma trận X, nó ra ma trận B cấp là 2 nhân 2. Khẳng định liền, muốn tồn tại cái này thì X phải có cấp là 3 nhân 2. Chỉ với cái điều kiện về cấp này nè, loại ngay phương án A nhỏ và B nhỏ. C có thể đúng, có thể thôi. Nó là 3 dòng 2 cột, thỏa mãn về cái cấp. Nhưng phải kiểm tra xem các cái phần tử này có đúng như vậy không. Thì lúc này ta thử lấy A nhân X ha. Lấy A nè, nhân X. Kiểm tra thử cái phần tử đầu tiên nè. Đây là B là ma trận tích của ma trận A nhân X. Tôi muốn kiểm tra xem phần tử A1, phần tử ở dòng 1 cột 1 của B, phần tử này nè. Có đúng là bằng 1 không khi mà mình nhân A cho X? Thì phần tử nằm ở dòng 1 cột 1 của ma trận tích A nhân X nó là bao nhiêu nè? Lấy dòng 1 của A nhân với cột 1 của X. Em lấy số 1 đầu tiên này, em nhân với số 1 ở cái cột đầu tiên này. 1 nhân 1 là 1. Lấy phần tử 1 thứ hai này nhân phần tử 1 này đây là 1 nhân 1 luôn. Vậy là 2 rồi ha. Rồi lấy cái phần tử trừ 1 này nhân với 0 là 0. Vậy ta có bao nhiêu nè? Ta có là 1 cộng 1 và cộng 0. Ra bao nhiêu vậy? Ra 2. Mà đây là mấy? Là 1. Không đúng. May quá, ngay phần tử đầu tiên tính ra thấy nó không giống. Kết luận ngay là A nhân X không bằng B được. X này nè. Với X này thì A nhân X không bằng B được. Hai cái trên loại rồi mà cái này cũng không được luôn. Vậy thì chúng ta chọn phương án D. Đó. Khi mà nó thỏa mãn về cấp rồi, em thấy không nè, cấp rồi. Tại sao mình không dùng đét? Là tại vì ma trận A đâu có phải là ma trận vuông mà dùng đét được. Vậy thì buộc lòng phải tính toán từng cái phần tử. Chúng ta qua câu 7. Cho hai ma trận A, B. Câu hỏi vẫn là ma trận X nào sau đây thỏa A nhân X bằng B. Em thấy là mình đã tập làm cái dạng toán này khá nhiều nè. X đây. X cho 3 phương án X. Bây giờ anh thấy là X đã thay đổi rồi nè. Không còn là vuông như hồi nãy nữa nè. Mặc dù là cái dạng câu hỏi nó như nhau, nhưng mà tôi đã đổi cái cấp của ma trận cho cái từng câu nó có cái sự khác biệt trong đó đó. D là A, B, C đều sai. Trước tiên làm cái gì? Các em nhớ không? Thử điều kiện về cấp. Có cấp của nó có tồn tại được cái ma trận tích này không? A cấp 2 nhân 2. Rồi, nhân với X bằng B, B là cấp 2 nhân 3. Suy ngay ra X cấp 2 nhân 3. Cấp 2 nhân 3 loại ngay phương án C. Phương án C cấp của X là 3 nhân 2 chứ không phải là 2 nhân 3. Đó, như vậy là còn lại hai cái phương án A, B. Bây giờ có thể là một trong hai cái phương án này đúng, có thể là cả hai cái này đều sai hết. Mà đều sai hết thì chọn D.
ta cũng khoan nhân vô cái đã. Ta nhìn, ta ngắm nhìn cái hai matrix x này, em thấy là hai đây là cũng hai nè, trừ một trừ một, ba đây cũng ba, trừ hai trừ hai, hai hai. Hai cái matrix này nó chỉ khác nhau ở cái phần tử nằm ở dòng một cột ba, đây là một, đây là trừ một mà thôi. Như vậy thì có tính toán á, thì mình phải chọn lựa cho nó khéo léo, chứ không phải là cứ vô mình tính toán đại một cái phần tử nào đó. Làm như vậy thì nó cứ chậm đi, nó không có cái định hướng. Thế ở đây là cái phần tử ở dòng 1, cột 3 của hai matrix x này khác nhau. Điều đó nó gợi ý cho tôi, tôi tính thử xem cái phần tử nằm ở dòng 1 và cột 3 của matrix tích A nhân x, trong trường hợp x này và x này, nó ra bao nhiêu. Thì bởi vì hai phần tử này nó khác nhau, cho nên là hai phần tử ở dòng 1 cột 3 của x khác nhau, cho nên cái phần tử ở dòng 1 cột 3 của matrix tích A nhân x trong hai trường hợp này nó sẽ khác nhau đó. Nó sẽ khác nhau. Và tôi xem thử là khác nhau thì đứa nào bằng -3. Không phải bằng -3 thì tôi loại ra. Tôi lấy matrix A nhân matrix x đầu tiên nha. Và chỉ kiểm tra xem cái phần tử nằm ở dòng 1 cột 3 thôi. Em hiểu không nào? Lấy dòng 1 nhân cột thứ 3, tức là tôi nhân thế này em này. 1 nè nhân với 1 này là 1 nè. Cộng với -1 nè nhân với lại số 2 là -2. Vậy ta có bao nhiêu? 1 - 2